Điều. Ừ, chất béo là triglycerin của gì? Của glycerol với lại các axit béo, đúng không? Nhưng mà cô nói là sao? Thực tế trong tự nhiên á là cái chất béo nó sẽ bị thủy phân. Thực tế trong tự nhiên là cái chất béo nó sẽ bị thủy phân, và khi thủy phân nó sẽ tạo thành axit béo tự do. Cho nên trong một cái chất béo á, một trong một cái mẫu chất béo bất kỳ, là ngoài thành phần triglyceride như chúng ta đã biết là gì, RCO tất cả 3 lần C3H5, thì nó sẽ có gì? Có cả axit béo tự do. Đúng không? Bây giờ để nó ra cái bài 1.28 của con này ra đây. Số miligam KOH cần dùng để xà phòng hóa lượng triglyceride có, tức là RCO tất cả 3 lần C3H5 á, có trong 1 gram chất béo thì gọi là gì? Chỉ số este hóa của loại chất béo đó. Được chưa? Bây giờ cái loại chất béo của con có gì đây? 65% triglycerin và 23% triolin, ok chưa? Và 23% triolin, xong chưa? Tổng lại là mấy phần trăm? Đúng rồi, tổng lại là 100%, ở đây đâu có 100% đâu. Tổng lại là mấy? 88%. Vậy còn 12% đây là còn lại là cái gì? Có thể là chất béo tự do và cả glycerol tự do nữa. Glycerol á. Ok chưa? Vậy á, như vậy là chất béo ở đây của cô có gì? Nói cô nghe nè. Chất béo ở đây sẽ có cái gì? Triglycerin là cái gì đây? Xe máy. C17. H35. H35. COO tất cả 3 lần C3H5. Ok chưa? Rồi, ai nữa? Triolin công thức là gì? Triolin là C10, ở mua ra là C15, C17, H33, CO tất cả 3 lần C3H5. Ok chưa? Gì cái thứ ba? Ngoài hai cái đó nó còn gì nữa? Ngoài hai đó còn có gì nữa? Còn có glycerol tự do, axit béo tự do, được chưa? Ok chưa? Nhưng mà khi tính chỉ số este là mình chỉ cần lấy cao hát tới dụ với ai thôi? Triglyceride. Vì đáng số miligam cao hát cần dùng để tác dụng hết với triglyceride có trong 1 gram chất béo chính là chỉ số xà phòng, à chỉ chính là chỉ số este. Đúng không? Mà ở đây trong cái chất béo thành phần nào là thành phần triglyceride? Triglyceride. Triglycerin và triolein. Thì hai cái đó các con viết trình vẫn với lại cao hát được không? Ok. Như vậy chúng ta có chất đầu tiên cộng mấy lần cao hát? Cộng mấy lần cao hát? 3 lần cao hát, đúng luôn. Cho đá gì? Cho đá gì con? 3 lần C 17 H 35 CO cá cộng với lại C3 H5 tất cả OH mấy lần? 3 lần. Tương tự anh chàng kia. Anh chàng kia ra đá gì? Huy ơi. C bốn ba ba C bốn Ok. k Ok. Đồng ý chưa? Đừng nghĩ lại chỉ số este hóa của xem mà. Huy ơi. Chỉ số este của chất béo là gì? Là số miligam cao hóa cần dùng để tác dụng hết với triglyceride có trong 1 gram chất chất béo. Bây giờ chất béo ở đây là mấy gram? Chất béo có lượng mấy gram? 1 gram. Vậy thằng triglyceride là mấy gram? Đúng rồi. Là sẽ là 0,65 gram. Và triolin sẽ là mấy? Là 0,23 gram. Ok. Rồi, bây giờ có khối lượng triglycerin chưa? Có khối lượng triglycerin chưa? Còn viết trình vẫn chưa? Rồi, từ đó tính cao hát cho cô được không? Đừng đổi ra số môn chi nha. Điền mà lớn nhân cháo cho nhanh nha. Mà lớn triglycerin bao nhiêu? Nhỏ tính cho cô coi mà. Mà lớn triglycerin mấy?
Đếm đi coi có đúng không? Hả? Đúng rồi, 8, 9, 10. Còn cao hát là mấy? 3 nhân 5, 6. 3 nhân cho 5, 6. Điều mà lớn giải cho nhanh nha. Không đổi ra số môn mượn lâu. M lớn của cao hát là 3 nhân 56. Cô muốn tính cao hát ở đơn vị gam hay là miligam? Miligam, cô đổi tristerin ra miligam luôn là 650 mg. Rồi cao hát ở phần trên là mấy? Ủa cái trên là nhiêu? Tương tự, anh chàng triolin là mấy? Không không, m lớn của nó là mấy con? Bấm đi đi. M lớn mấy? Đúng số không cho bấm đi, bấm cho quen chứ không. Mấy? Đúng rồi. Còn anh chàng kia bao nhiêu? Đổi ra miligam luôn nha. Rồi, vậy chỉ số sàn hóa là chỉ số ít tay hóa là nhiêu? Chỉ số ít tay bằng nhiêu đây? Chỉ số ít tay sẽ là tổng cao hát của hai phương trình cộng lại là xong nghe. Bởi vì đang chỉ số ít tay là số miligam cao hát cần dùng thì tác dụng hết với tất cả những anh chàng mô có dạng RCO tất cả 3 lần CPH5 có trong 1 gam chất béo. Ở đây chất béo là 1 gam thì trong đó triserin là 0,65 gam, triolin là 0,23 gam. Viên trình vỡ ra tác dụng cao hát từ hai cái trần triglyceride cái tính nó được cao hát, bấm cái tính máy. Trời ơi, cô bấm cho nó nhanh như đâu. Là 650 nhân 3 nhân 56 chia cho 890 cộng cho 230 nhân 3 nhân 56 chia cho 884 ra mấy miligam? 650 nhân 3 nhân 56 chia 890 cộng 230 nhân 3 nhân 56 chia 884. Đáp số là 166,4 mg. Và chỉ số của chúng ta sẽ là 166,4, không có đơn vị. Người ta tự hiểu. Mình nhớ cho cô là chỉ số axit là gì? Là số miligam cao hát cần dùng để tác dụng hết với axit tự do có trong chất 1 gam chất béo. Còn chỉ số ST là gì? Là số miligam cao hát cần dùng để tác dụng với cái thành phần triglyceride có trong 1 gam chất béo. Ok chưa? Bây giờ chất béo của chúng ta có cái gì? Hai thành phần, đúng không? Chất béo của chúng ta có hai thành phần là gì? Là C mấy? C15, H mấy? 31, COO, OH, đúng không? Đồng ý chưa? Và thành phần thứ hai? C15, H31, CO tất cả 3 lần, C mấy? C3H5. Bây giờ chất béo tổng khối lượng là mấy gam? Tính chỉ số là chất béo quy về mấy gam? 1 gam. Vậy thì axit palmitic sẽ là mấy gam con? 0,128. Tức là cô đổi ra thành 1.000 gam luôn đi, 1.000 mg luôn đi. Lần nào chẳng đổi về mg. Vậy palmitic sẽ là bao nhiêu? Đó là 12,8. 128 mg, đúng không? Lấy 1.000 nhân 12,8 chia cho. Đúng không Hoàng? Rồi, vậy thì thằng palmitic sẽ là nhiêu? 8,7. Mấy con? 8,7. 872 mg. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tính chỉ số axit trước. Chỉ số axit là mình muốn tính chỉ số axit là mình sẽ lấy cái thằng nào tác dụng cao hát? C15 có 1 CO. Ừ, đúng rồi, C15 H31 COH của cộng với cao hát là gì? C15 H31 COK cộng với nước. Thực ra không cần viết chương trình được à, nhưng đang nhớ tỷ lệ 1:1 là được. Rồi, giờ điên.
Điền ra tính số miligam cao hết tác dụng với axit thôi. Điền mà lớn, 30 tiết mà lớn nhiều. Hai năm sáu, cao hát là 56, dưới này là 128 mg, vậy cao hát bằng nhiêu? Từ đây chúng ta có thể tính được chỉ số axit sẽ bằng 128 nhân 56 chia 256. Một hai tám nhân 56 chia 256, đáp số ra là 27,34. Dù axit này chất béo thì bị ôi nhiều, hơi bị nhiều rồi đó. Rồi bây giờ chỉ số ST làm ra đây. Huy ơi, lấy ai tác dụng với cao hát? Ừ đúng rồi, lấy tri 30 tin C15 H31 CO tất cả 3 lần C3H5 cộng với 3 lần cao hát. Rồi mà lớn tri 30 tin mấy con? Mấy? Spec mà lớn tri 30 tin nha hả? Mấy con? Tám mấy? Spec. Mua tri 30 tin mà con. Ôi trời ơi, nó tính cái mời lớn gì mà nó 806. Mày mà không theo hắn chứ. Thấy thằng Huy là đi ra bờ, đi ra khơi. Rồi, vậy chỉ số ta mấy? Lần 872. 872 nhân 3 nhân 56 chia 806. 181,76. Thắc mắc chị cô không? Không đúng không? Nhớ ngay chỉ số axit là nó sẽ tác dụng với axit tự do có trong một căn chất béo. Còn chỉ số ta là cao hát tác dụng với gì? Với triglyceride có trong một cây chất béo. Còn chỉ số mà sàng hóa là tác dụng hết luôn. Cả axit cả triglyceride trong chất béo luôn. Bây giờ cái câu A là nó yêu cầu con sao? Tính chỉ số axit của chất béo biết gì? Cần dùng 8 mg cao hát sẽ trung hòa được axit tự do có trong 2 g chất béo. Mà con biết chỉ số axit của chất béo là gì? Là gì? Là số miligam KH cần dùng để trung hòa axit béo tự do có trong 1 g chất béo đúng không? Bây giờ chúng ta có 8 mg KH thì sẽ trung hòa mấy gam chất béo? Ừ, để trung hòa là axit tự do có trong 2 g chất béo. Đúng chưa? Chúng ta sẽ cần 8 mg KH để trung hòa axit tự do trong 2 g chất béo. Vậy giờ chúng ta sẽ cần bao nhiêu gam cao hát để trung hòa axit tự do có trong bao nhiêu? Đúng rồi, 1 g chất béo. Vậy chúng ta sẽ tính được chỉ số axit bằng mấy? Đúng rồi đó con, chính xác, bằng 8 nhân 1 chia 2. Đúng rồi, bằng 4. Không cần ghi đơn vị, từ hiểu đơn vị là miligam nha. Rồi có B tương tự chưa? Ừ.
Cô Cô B thì chúng ta sẽ để nguyên cái ml đó, chúng ta đổi ra milimol. Được chưa? Milimol cao hát mấy à? 4 nhân 1 là 4 milimol, rồi nhân mà lớn 5 6 nữa. Rồi ra mấy không? 224 mg. Ừ. Milimol nhân mà lớn ra mg cao hát chứ. Chúng ta sẽ cần chừng nớ mg cao hát để chúng ta sẽ trung hòa gì? Ừ, trung hòa axit béo tự do trong 5 gram chất béo. Rồi chúng ta sẽ cần bao nhiêu cao hát để trung hòa axit béo tự do có trong 1 gram chất béo? Thì đó chính là chỉ số a axit. Chỉ số axit bằng là 1 nhân 224 chia 5. Ồ, chỉ số axit cao hè. Thấy không? 6 là thấy cao rồi. 44 với 8. Khác máy chưa cô không? Rồi bây giờ câu C nè. Trước khi làm câu C thì nói luôn. Câu C nghe. Xét về mặt nguyên tắc nè. Trong phòng thí nghiệm người ta muốn xác định chỉ số axit của chất béo á, người ta không dùng cao hát đâu con. Vì hóa chất giữa cao hát và NaOH nó như nhau. Vai trò NaOH với cao hát nó như nhau. Tính chất nó tương tự nhau. Thứ hai là gì? Hóa chất sẵn có và rẻ tiền trong phòng thí nghiệm thì thường là gì? Thường là NaOH. Cho nên câu C nè. Họ có dùng NaOH hay cao hát như nhau? Bằng nhau về số mol. Bằng nhau về số mol. Ví dụ cô dùng NaOH là hết chừng nớ mol thì dùng cao hát cũng sẽ hết chừng nớ mol. Yeah. Tất cả quy về cao hát. Vậy ở câu C chúng ta có gì đây? À, chúng ta sẽ có là chúng ta cần bao nhiêu mol cao hát? Bao nhiêu mol NaOH? 5 nhân 1 là số mol NaOH. Mà số mol NaOH là bằng số mol của ai? Cao hát luôn. Vậy 5 nhân 1 nhân 56 là ra bao nhiêu? Là 280 mg cao hát. Ok. Chúng ta sẽ cần số mol cao hát là bằng số mol NaOH luôn. Như vậy chúng ta sẽ cần 280 mg cao hát để trung hòa. Trung hòa gì à? Axit béo tự do. Có trong mấy gram chất béo đây? 4 gram chất béo. Vậy chúng ta sẽ cần bao nhiêu mg cao hát để trung hòa? 1 gram chất béo. Vậy chúng ta có chỉ số axit là mấy con? Huy là 280 nhân 1 chia 5 mà chia 4 là 70 chứ con. 5 nhân 56. Đấy. Chứ chỉ số axit là cái gì? Chỉ số axit là cái gì? Mà cô đã bảo giữa cao hát với NaOH là số mol như thế nào? Bằng nhau. Trong phòng thí nghiệm người ta không dùng cao hát thì người ta dùng NaOH, nhớ chưa? Cao hát đắt tiền NaOH mà. Hóa chất NaOH là nó rẻ. Luôn luôn sẵn có trong phòng thí nghiệm. Hóa chất cơ bản mà. Ok chưa? Cô D thì ra. Chị muốn Cô D thì ra con Huy. 10 mg cao hát thì chúng ta đổi về số mol đi là mấy? 10 chia 40 là ra số mol nào hát. Sau đó chúng ta nhân 56 là ra cao hát. 10 chia 40. Thắc mắc gì không? Đấy. Đổi cái nào hát nớ khối lượng ra số mol. Rồi số mol đổi ra cao hát là nhân 56 lại. Là 14 mg. Cô cần 14 mg để trung hòa. Axit béo có trong mấy gram chất béo? 4 gram chất béo. Vậy thì cần bao nhiêu cao hát để trung hòa axit béo có trong 1 gram chất béo? Vậy chỉ số axit là mấy Huy ơi? Bằng 14 nhân 1 chia 4 là bằng 3,5. Rồi thắc mắc chưa cô không Huy ơi? Để cho chất béo có chỉ số axit bằng
phần 6. Và đề nó yêu cầu chúng ta là tính khối lượng cao áp cần dùng để trung hòa axit tự do có vào trong 30 gram chất béo. Bài này làm ra Huy. Lấy 6 nhân 30 rồi. Ok. Đúng rồi đó. Mình có axit có chỉ số axit chất béo có chỉ số axit bằng 6 là mình sẽ cần 6 mg cao H để trung hòa axit béo có trong 1 gram chất béo. Và chúng ta sẽ cần bao nhiêu cao H để trung hòa axit béo có trong 30 gram chất béo? Vậy khối lượng cao H cần dùng. Là 6 x 30 chia 1 là mấy? 180 phải không con? Đúng rồi. Trời ơi, ông có ngủ trưa không vậy? Bây giờ không biết mấy giờ ra không? Gần ăn tối rồi ấy. Gần ăn tối rồi ấy. Rồi cái thứ hai con. Cái thứ hai, cô B. Tính thể tích dung dịch cao H cần dùng để trung hòa xít béo có tầm 50 gram chất béo. Ra, mấy? Mình sẽ cần 60 g cao H trung hòa. Vậy khối lượng cao H cần dùng là mấy? 50 g là mấy? Là thể tích dung dịch cao H luôn đi. Số mol là mấy? 6 x 50 rồi chia cho 56 là ra milimol nha. Rồi chia 1 nữa. 6 x 50 chia 56. Hả? Ở chia 2M chứ hệ đông của đọc thành 1M ta. À của C. Rồi 6 x 50 chia 56 là chia 2. Là mấy ml con? Là mấy? 2,567 ml. 2,67 ml. Là của C. Tính thể tích dung dịch nào H. Số mol là quy về đổi về theo số mol nha. Là khối lượng cao H cần dùng là mấy? Là các con sẽ lấy 6 x 120. À, 6 x 20 chứ. Là bằng 120. Bằng 120 mg. Rồi tính thể tích dung dịch nào H luôn đi. Là mấy? Số mol của nào H là mấy? 120 chia 56. Rồi chia cho 1 nữa. Vì số mol nào H bằng cao H mà. Là 120. 120 chia 56 mấy không? 2,14 ml đúng không? Huy. 2,14 ml. Ok, cuối cùng khối lượng cao H cần dùng làm ra. Đến 6 nhân cho 4. Khối lượng cao H cần dùng là lấy 6 nhân cho 40 là ra cao H nè. Khối lượng cao H 6 nhân. Rồi mình chia cho 56 là ra số mol nè. Đúng không? Mình chia cho 56 là ra số mol. Sau đó mình nhân 40 là sẽ ra nào H. Vì mà 2/7 6 chia 56 là xong. Thế Nguyễn bấm cái gì đó ta? 2/7 cái gì đó nè, 6 nhân 40 rồi chia 56 rồi nhân 40 nè, 6 x 40 rồi chia, rồi chia 56 rồi nhân 40 lại phải là 6 chia 56 không? Đâu khi nên chia 240 đâu đọc lại. Ê, chế, cô lộn rồi. 6 x 40 rồi nhân 40 chia 56. Trời đất. Rồi là 171,4 mg. Đúng không? Bây giờ câu tiếp theo là đề bắt tính chỉ số iodin, tức là chỉ số iốt á, gọi tắt á, của olin. Mà cái chỉ số đó là chi, định nghĩa là sao? Gram. Đúng rồi, là số gram iốt.
tác dụng với 100 g chất béo. Đồng ý chưa? Là nó cộng vào liên kết đôi CC á, nó cộng vào liên kết đôi CC của các thành phần có trong 100 g chất béo. Bây giờ rheolin của cô là cái chi đây? Chất béo của cô chỉ có rheolin thôi. Là mấy? C17. H mấy? 33. CO tất cả 3 lần C3H5. Chất béo chỉ có mình thành phần đó thôi. Chất béo chỉ có mình thành phần đấy thôi. Cho nên thành phần này sẽ là bao nhiêu gam? Thành phần này sẽ là bao nhiêu gam? Hoàng Anh. Thành phần này sẽ là bao nhiêu gam? Chất béo chỉ có mình anh chàng đi thôi. Anh chàng đi bao nhiêu gam? 100 g. Đúng rồi. Có mình ảnh với mấy? Bây giờ hỏi luôn. Thằng này tác dụng mấy iốt? Giống như tác dụng hydro vậy đó. Còn mấy lần Y2? C17 qua 3 là có mấy đi đôi? Từ từ, C17 qua 3 là có mấy mấy nữa đôi? C17 qua 3 là có mấy cái nữa đôi? Một cái nữa đôi CC nè. C7H3 nè. Có một nữa đôi chưa? Mà đây mấy lần đây? Là có mấy nữa đôi? 3. Vậy là cộng mấy iốt? 3, đúng rồi. Còn 3Y2. Vậy chúng ta sẽ ra được sản phẩm là gì? C17H33 Y2 CO tất cả 3 lần C3H5. Nhớ là cái Y2 nếu nó cộng vào đứa đôi chỗ C17H33, sản phẩm sẽ là gì? C17H33 Y2 CO đóng mặt 3 lần C3H5. M lớn triolin mấy? 884. Iốt mấy? 3 nhân cho nhiêu? Y2 là 254. Thằng Huy nhìn Hoa làm chi? Vì mà nắm đuối vậy vậy? Rồi triolin mấy gam con? 100 g. Thằng iốt tính ra bao nhiêu không? Chỉ số iodin mấy con? 100 nhân 3 nhân 254 chia cho 8 lại 884. Đáp số 86,2. Thắc mắc gì cô không? Để yêu cầu tính chỉ số iốt của chất béo có chứa 50% trilinolin và 50% tristarin. Chất béo là mấy gam? Bây giờ chất béo mấy gam con? 100 g. Trong đó là trilinolin là mấy? C17. H31. Rồi tất cả 3 lần C3H5 là mấy gam? 50 g. Và tristarin là C17 H mấy? 35. CO tất cả 3 lần C3H5 sẽ là 50 g. Tuy nhiên là thằng tristarin là không có đứa đôi nha. Bây giờ không có đứa đôi CC nha. Cho nên ở đây chỉ có ai tác dụng với Y2 thôi. Ừ đúng rồi. Chỉ có mình chàng đó thôi. Và cô sẽ lôi anh chàng nó ra tác dụng. Một góc là có hai nữa đôi. Cho nên ba góc thì sẽ tác dụng với 6Y2. Cho ra là C17 nè. H31. Y4 con hả? CO tất cả 3 lần C3H5. Rồi, mà lớn. 878. Y là 6 nhân 254. Còn thằng này là 50 g. Ơi. Đấy. Rồi, một cái sửa lại cái linolin đi. Cái đằng sau đằng trước chị chạy được. Gửi đằng sau đi con. Trilinolin. Rồi cái bài trên chỉ số iốt của máy con. 6. 50 nhân 6 nhân 254 chia cho 878. 86,79.
Rồi, tương tự bài tiếp theo. Chỉ số iodin của chất béo chứa 50% linolin. Triolin. Chất béo là 100 gram. Khi xác định chỉ số yếu là chất béo sẽ là 100 gram. Thì nó sẽ có chứa triolin là C17H mấy 33 CO, tức là 3 lần C3H5. Gram nó sẽ là mấy gram? 50 gram. Ảnh là 884. 3 nhân 254. Anh chàng đi 50 gram. Hỏi chấm. Còn triserin thì không vẫn cho nên mình không thèm khe luôn. C17H31. CO 3 lần C3H5. Cộng 6 lần Y2 là 878. 6 nhân 254. Anh chàng đây là 20 gram. Hỏi chấm. Nhớ là chỉ số iodin là cộng hết lại nha. Là 50 nhân 3 nhân 254 chia 884 cộng 20 nhân 6 nhân 254 chia 878 bằng nhiêu? 50. 50 nhân 3 nhân 254 chia 884 cộng 20 nhân 6 nhân 254 chia 878 là ra nhiêu con? Mà răng cô bấm gì ghê vậy? Cô thấy cô bấm ghê. Ừ, cô không ý là cô bấm dễ sợ chưa? Bảy bảy với 81, ok. Rồi, 77 với 81. Nhớ là cái câu tiếp theo là có axit linoleic, là cái axit linoleic nó có nó đôi nha. Cho nên cộng vô luôn cả cái axit linoleic đó nha. Nhớ chưa? Rồi, tính chỉ số iodin. Rồi thằng triolin có rồi đây, copy photocopy trên xuống dưới. Thêm cái axit linoleic là mấy con? C17 H mấy? H31. C17 nè. H31. COH axit linoleic á. Lẫn cộng mấy yốt? Hai thôi chứ. Axit mà. Axit như vậy là triglyceride ở đâu? Hăng đứng góc rồi nè. C17H31COH. Lẫn sẽ ra là dây C17 nè. H31. Y4. COH. Cộng với chỗ hai cái nối đôi trong cái mạch á. Ví dụ chỗ cái CH này thêm nè. CHI nè. Rồi bỏ này thành nối đơn nè. Rồi CHI nè. Rồi chỗ này là thêm nè. CHI, nối đơn CHI nè. Đó. Mà lớn axit linoleic là mấy? Y. Nhớ à, 17 nhân 12 cộng 31 cộng 45, 280. Yếu là 2 nhân 254. Anh chàng đây là 30 gram. Rồi, chỉ số iốt bằng 50 này nhân 3 nhân 254 chia 884 cộng cho 30 nhân 2 nhân 254 chia 280. Huy bấm ra nhiêu con? Tám chín.
97,53 mấy con? 97,53. Mình tròn đi. Số lần sau nó lớn hơn mà. Ok. Một loại chất béo được cấu tạo bởi triolin và tristarin. Yeah. Khối lượng chất béo là mấy? 50 g. Mà 50 g chất béo là cộng được tối đa bao nhiêu? Câu này họ không bắt tính chứ họ bắt tính chỉ số iốt tính được không? Được, cái gì? Nhân đôi lên sao không vậy? 50 g chất béo gì nữa. Rồi. Triolin cộng với mấy mấy iốt? Triolin là thôi nhắc viết phương trình quá đi. Cộng mấy lần iốt? 3 lần Y2. Rồi điền mà lớn vô. Còn tristarin có tác dụng với Y2 không con? Không, không rồi. M lớn triolin là 884. Iốt là 3 x 254. Còn dưới đây là mấy nha? Không biết, nhưng mà olin là 38,1, 38,1. Vậy tính được khối lượng của triolin là mấy? Huy. Chắc không vậy? Mấy? 88,4 g à? Vậy tính phần trăm tristarin được không? Làm ra? Tôi mệt quá đi. Tôi thấy tôi nghi ngờ quá. Tôi nghi ngờ con số của ông chàng này quá. Thôi mời có ông chàng hơn, ông chàng sai không chàng? Thì cô theo ổng luôn. Cô có là 38,1 nhân 884 chia 3 chia 254 là 41,2 thôi ông. Trời, ông kéo cô ra khơi luôn. Trong da thì nhân hà. Ở đây hắn cho có 50 g chất béo mà. Phần trăm triosterin là lấy 50 trừ 41,2 chia cho 50 nhân 100. 11,6%. Ok. Chỉ có triolin mới tác dụng với lại Y2 thôi. Cái dựa vào Y2 mình tính được triolin. Ok chưa con? Có triolin rồi đem trừ lấy khối lượng chất béo. Triolin thì ra tristarin. Cái tính phần trăm tristarin. Đó, triolin là 41,2. Vậy khối lượng tristarin là mấy? Lấy 50 trừ 4,2. Muốn tính phần trăm, lấy khối lượng của nó chia tổng khối lượng là ra thôi. Bây giờ cô có mỗi chất béo, cái chỉ số iốt là mấy? Chỉ số iốt là mấy? 1,81, thấy không? Số gì mà nhỏ dữ vậy? Số nhỏ kinh luôn ấy. Thôi chắc 181 với con chi mà số gì nhỏ xíu vậy? Số siêu nhỏ vậy? 806 con. Chỉ số là 181. Là khối lượng tổng khối lượng chiếc bé là mấy? 181 rồi. Ừ. Số gì nhỏ vậy? Tổng khối lượng chiếc bé là mấy? Là 100 g đúng không? Cái gì nữa? Tổng khối lượng chiếc béo phải là 100 g chứ. Khối lượng chiếc béo, khối lượng vô liền là 209 g. Đúng rồi, cũng trình mà. À, đó là 1,81 đúng rồi. Trời ơi, tao bài. Vì có thằng tác dụng máy của quên. Một loại chất béo có chỉ số iodin bằng 1,81 nhỏ e.
Chính là số gì mà Chỉ có triolin tác dụng với iốt với máy. chưa đi là Là C884 con. chưa là sáu 3Y con. Triolin nguyên lý mới là 6Y. Rồi cái này 1,81, cái iốt là 1,81. chỉ bằng biết là mấy in luôn Hả? chỉ bằng biết Đâu không no mà, không no đâu cộng với Y2 được. căn Chỉ có mình triolin mới tác dụng Y2 thôi. Về khối lượng triolin máy. một gram Ôi, 884 nhân 1,81 chia 3 nhân 254. môn hàng mà Bao nhiêu gam con? 2,1 gam thôi à? Rồi, phần trăm triolin là mấy? Bằng 2,1 chia cho 100, nhân 100 là bằng 2,1%. Cái phần trăm thằng kia là mấy? bảy chữ chín rồi Là 100 trừ 2,1. ông bà 9 mấy? 97 với 9 à? ông bà 9%. Ok. ta đã đến đây thì theo